Katrina. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ngày thi đấu thứ hai trong tuần thi đấu chung kết của Free Fire Sea Invitational 2023. Và chúng ta sẽ đến với ngày thứ hai trong tình cảnh mà đang có một đội bỏ rất xa nhóm bám đuổi của mình, đó là Irena, đương kim vô địch của Free Fire Thái Lan. Họ đã có một ngày thi đấu thực sự bùng cháy với 120 điểm có được. Thực sự đây là một thế rất khó dành cho những thành viên của FBTC. Họ phải tiến vào trong vòng bo trong bối cảnh chỉ còn lại có 3 người chơi và sự kèm cặp của đội tuyển đang còn đầy đủ 4 người là GRC. Trong khi đó thì FW họ đang chiếm được cho mình những vị trí rất đẹp rồi. Họ sẵn sàng cài lại vị trí của Gmelo ở phía sau. Và phía trên này chúng ta thấy rằng Bonchain vẫn đang có cho mình những tình huống ném nét ra cực kỳ chát. Nhưng Thái Sơn đâu đó nốc được một người chơi của GRC, đưa thế trận này về 3-3. Nhưng một góc nhà quá hẹp dành cho những người chơi của FBTC. Gmelo nằm xuống, chiếc sát thương đang được đẩy ra. Thái Sơn và đồng đội không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải đẩy lên. Và khả năng cao chúng ta sẽ có cái top 4 ở ván đấu này khi không còn cơ hội nào để sinh tồn nữa rồi. Đúng là như vậy, đó là sự kèm cặp quá rát không chỉ là của GRC mà còn cả FW nữa. Và đây đang là một nỗ lực kéo top tuyệt vời tới thành viên cuối cùng còn lại của Zed Dogma, đó chính là Kiki. Nhưng Kiki vừa bị nốc và tôi thấy rằng đội tuyển đã phải dừng chân, và bây giờ chỉ còn lại GRC cũng như các thành viên đội tuyển FW mà thôi. Đứng trên cầu, bắn tốt đó chính là nó còn nhảy thẳng xuống bên dưới, kịp thời dựng bom keo ra che chắn tương đối ổn. Nhưng Lim đang là người tiến lên sát hàng rào, anh ta có nét trong tay và ném những quả nét của mình ra là trúng ngay phần tường. Đó là Alvaro thức tỉnh. Bunjem là người cuối cùng còn lại, sát tường từ phải là không ăn thua, anh ta đã nằm một mình. Bunjem lao vào gần hai người, máu không có bao nhiêu cả, máu không có 4, nhưng đó là súng sạc lên tiếng và đó là một cái buya dành cho GRC Aphrodite. Y là một ván đấu khởi đầu mà có vẻ như là các đội đang ở phía dưới của bảng xếp hạng sẽ lên tiếng và có được buya đầu tiên. Là GRC, họ không còn đóng vai những kẻ gạt giò nữa mà họ đã vươn lên ngay từ những pha giao tranh đầu tiên của bảng thi đấu này. Evos, Moshi không còn nhiều máu nữa nha, Jonah đang bị kẹt lại ở phía bên trong. Và vừa bị confirm đã có 9 kill dành cho Irena. Đây chính là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sắp mà chúng ta đã biết. Nhưng câu chuyện không phải là 3 người, mà chính xác hơn là 3 đội đang có mặt ở đây, có cả Mock nữa. Đây là thế bánh mì kẹp thịt khi mà Irena đang ở giữa họng súng của cả Evos và Mock Team. Khả năng cao tôi nghĩ rằng Evos họ sẽ quyết định chơi thủ, họ không dám ló đầu ra để bán đâu, đơn giản là lượng đồ của họ còn lại không quá nhiều, cơ lê đang quá xa. Mob Team tự đi để xuống dưới này, họ đang cố gắng để lăn xăm vào đây và Irena shut up nằm xuống không có cơ hội nào cả. Confirm kill là có, trả lại sát thương vào những quả nết tới từ vị trí của August. August bày ra một khẩu cho con nhưng August không làm được gì cả. Với những viên đạn giá chính xác hơn từ Ambot tiếp tục đẩy vào đây, Evos đã ra đi bằng một cách nào đó mà tôi chưa hiểu. Còn Irena chỉ còn lại cho mình có hai thành viên mà thôi, họ đang cố gắng để chống lại được sức ép rất lớn từ biến quyến của Mod Team, nhưng Mod Team nói không, chúng tôi sẽ quét sạch Irena. GD đã phải dừng chân, Irena vẫn còn một hai người chơi ở đây nữa và chúng ta vẫn có FBTC với hai thành viên. Đúng là như vậy, FBTC đã tiến vào tương đối sâu. Vừa nói xong, nhưng vừa nói xong thì họ bị hạ gục bởi sát thương từ vòng bo và có vẻ như họ đã là đội tuyển dừng chân ở vị trí thứ 3. Yes, không phải là vị trí thứ 4. Buya, GRC Aphrodite đang muốn tiến vào. Đúng vậy, họ đang muốn có thêm Buya nữa dành cho bản thân mình. Yeah, rồi. Thi đấu rất thăng hoa dành cho các thành viên đội tuyển GRC. Góc độ ngắm là rộng, bom keo được dựng ra quá nhiều. Man là người đang nằm và chỉ còn lại một mình Susanna mà thôi. Có vẻ như Susanna không muốn đưa điểm gục này vào tay của đối phương. Nhưng GRC bây giờ mới bắn, bây giờ họ cần phải tỏ ra khát máu. 9 kill đã có, với đó là kill thứ 10 cùng với Buya. Lại đeo kính chứ, phải là đeo kính đấy. Đeo kính. Khi nào có Buya mới đeo kính, tại vì nếu mà đeo kính vào bắn không được thôi tối một tí. Xin chúc mừng GRC Aphrodite với cú Buya thứ hai liên tục và số điểm cũng cao như ván đấu trước, gần như là không có nhiều sự chênh lệch. Họ đang bứt phá rất mạnh mẽ. Say
sẽ là cái khoảnh khắc mà có thể như bên phía của P Sport hoàn toàn có khả năng tấn công vào Magic ở phía bên kia. Đúng, M79. Nero có M79 và rất liều liên tục đạn đến từ Dawnfire ở phía bên kia. Nero vẫn đang dương dương khẩu M79 của mình ra, kết hợp cùng với cả M60 nâng cấp 3 chip phá tan bom keo của đối phương, liên tục vào những pha nhấp nhả, liên tục vào những pha hạ gục. New K đẩy lên rồi, Magic Sport cố gắng phòng thủ hạ gục của một mình Dawnfire mà thôi. Nero vẫn tiếp tục ném nét ra phía bên này, rất nhiều thành viên của P Sport đã nằm xuống và ít nhất là hai người. Phía ngoài kia có Mob Team, đây sẽ là một tình huống cực kỳ khó. Magic Sport vẫn còn đến 3 sau hàng loạt hỏa lực đến từ P Sport và chúng ta đang bị khai thác ngược trở lại. 11 kill dành cho P Sport nhưng DNP cũng đang cực kỳ thấp máu. Nero là người chơi có cơ hội duy nhất có thể cứu những người anh em của mình và giành chiến thắng, nhưng khả năng cao là không thể được rồi. Nero nằm xuống cùng cầu M79 và DNP sẽ phải chơi game sinh tồn trong ván thi đấu lần này. Nhưng mà lúc này thì DNP vẫn còn cho mình 11 bình máu và bằng một cách nào đó anh ta vẫn có thể di chuyển ở bên trong bo được. Bây giờ thì EA đang là người làm nhiệm vụ quét sạch Magic Esports ở phía bên ngoài. Magic Esports đã phải nằm xuống rồi và lúc này thì DNP vẫn sẽ cố gắng để kéo cho team mình một cái top cao nhất. Bo này vẫn tanh được, một bo nữa mới không tanh được. Và lúc này thì P Sport anh ta đang tìm cho mình một hướng may phóng cá nhân. Nó lại hợp lý thế nhỉ. Wasana, Wasana được, nhưng có Wasana ở đây, DNP nhìn không chạy được và P Sport chỉ có thể dừng chân ở vị trí top 5 mà thôi. Trong khi đó thì Arena có cho mình 15 mạng hạ gục rồi. Vâng, quang bẹp xuất hiện thì Arena lại bắn hay. Vâng, đang là một tình huống bắn tới vị trí của Evos. Evos đang tấn công ở vị trí của Wasana. Wasana phải nằm xuống. Bo cuối là câu chuyện của người Thái. Evos và Arena đưa kim vô địch Thái Lan và Á quân Thái Lan nhưng là nhà vô địch thế giới. Get 2 cầm ngay khẩu M79 mà mới lút được từ đầu game để có thể tấn công được vị trí Arena và để xem rằng team nào sẽ có được mình chiến thắng tình huống này, khi mà lúc này vị trí Evos là tốt hơn. Một tình huống tấn công nhanh, Evos họ đang kè đến vị trí của Moshi cùng Joyna là rất tốt. Shut up đã mất cho mình một nửa bình máu rồi và bây giờ thì Already và Gen 2 sẽ là những người nhận nhiệm vụ cản lại vị trí EA. August mất rất nhiều máu, Limit đổi vị trí lao lên, Limit muốn nhảy vào để chơi vị trí của Moshi và để xem là MVP của ngày thi đấu hôm qua. Có vẻ như Limit không ngăn được vào vị trí của Moshi rồi. Trong khi đó ở phía bên trong giao tranh đang rất căng thẳng và như vậy chúng ta đã có Buya dành cho Evos Phoenix trong bản thi đấu này. Team Flash bắt đầu đâm lên, P-Sport vẫn 3 người và chỉ còn một mình Nero thôi. Cơ hội của P-Sport là bằng 0, còn Team Flash sẽ là cứu thứ 8 dành cho họ. Còn 4. Và đó là tình huống mà Flash quét sạch vị trí của P-Sport. Một điều mà có lẽ chúng ta không muốn, nhưng bây giờ thì hãy cổ vũ Team Flash đi. Vì bây giờ Team Flash đang có một thế rất đẹp ở bên trong bo. Sẽ là một tình huống mà Flash đang kiểm soát được một mặt của cái bo này. Trong khi đó thì Genesis Dogma đang cố gắng là vượt qua những tường bom keo này để có thể đẩy vào. Đây là vị trí của DLS, Kiki họ sẽ cần phải giải nhau đi ở Magic Esports trước. Tiếp tục là M79 từ vị trí của Don Bu bắn là hay. Và Flash ơi, sắp có cho mình top 1 đến nơi rồi. Đây là vị trí của Smink đang làm tình huống có cho mình mạ của vị trí của Don Bu. Tiếp tục sẽ làm tình huống xả sát thương. Đây là vị trí của Yanmin, họ đẩy lên sẽ có thể bắt được vị trí của Yoss ở trong tình huống này. Yoss anh ta chỉ là một người chơi tầm xa thôi, anh ta không có nhiều đồ để có thể làm được. Lúc này thì Yanmin, một tình huống leo tường tốt cho vị trí của Yanmin, một quả lựu ném vào Yoss, anh ta ném một quả lựu ra nhưng nó không gây được nhiều sát thương, nó chỉ có 30% sát thương ở trong tình huống đó mà thôi. Một quả lựu đó là một quả lựu ăn mòn được ném vào và để khiến cho cái lượng kèo ở bên trong nhà nó bị bào mòn đi. Những thành viên của Flash họ vẫn đang kiểm soát tình hình là tốt, leo lên chiếc xe này, nhảy lên đến từ béo để lấy tầm nhìn. Anh ta có vẻ đã phát hiện thành viên đối phương rồi. Còn vị trí của mình chỉ còn lại Don Bu mà thôi. Lấy cho mình cái Buya đi, còn chờ gì nữa, bắn vào vị trí của Don Bu. Don Bu chạy đi đây, đã gục cho Yan. Genesis Dogma họ sẽ không thể vào bo được, làm gì còn đường nào vào bo ở trong khu vực này. Kiki đang cố gắng tìm một hướng nhưng không có đường nào để cho vào bo cả. Buya chắc chắn
chắn sẽ tuột về vị trí của Flash rồi. Điều quan trọng là có lấy thêm mạng cùng nào hay không. Yoss đang chạy ở bên trong nhà. Cover thầy vào. Cover cho thầy Bell đi. Bell có đến mình M79. Yoss vẫn đang cố gắng co quay. Và Kiki phải chết ngoài bò. Kiki chết ngoài bò. Yoss sẽ chết ngoài bò. Booyah dành cho đại diện Việt Nam. Team Flash đã có Booyah trong ngày thi đấu hôm nay với sự tuyệt vời của mình. Và bên này, Evo Phoenix lại là gặp phải một cái tên khác nữa, đó là Mouse Team. Mouse Team, hôm nay tôi tưởng là đội tuyển của FPTC Esports mới sẽ là những cái tên đụng độ chứ. Hóa ra là đó là Evo Phoenix, chứ không phải là các đại diện đến từ Việt Nam. Hãy kỳ vọng rằng các đại diện đến từ Việt Nam ít nhất chúng ta sẽ lọt vào ít nhất top 5 đi. Bây giờ sẽ là một cái hướng đi mà tôi nghĩ rằng đó là đúng. Tôi nghĩ là cũng hơi căng thẳng bởi vì bây giờ SE chỉ còn một mình một người mà thôi. FW dừng lại vị trí top 8 rồi. Vòng bò khá khó chịu. Bây giờ chúng ta hãy tự tin rằng là vẫn ít nhất cái một đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ vững chãi ở trong vòng bò cuối cùng, đó là P Sport. Họ đã đến được vòng bò. Có một điều khó chịu là ở vòng bò gần cuối thì lại vẫn có một cái máy bán hàng nó lọt vào những vòng bò cuối khiến cho các vận động viên vẫn có thể được hồi sinh trở lại. Và đấy, ví dụ như Limit ở trên màn hình của quý vị bạn là một trong người được hồi sinh khi mà anh ta dậy xong không keo, không máu, không gì cả, không nết luôn, rất khó chịu. P Sport đang ở góc khoảng tầm 12 giờ của màn hình và hiện tại họ đang có một cái chỗ ẩn nấp không phải là quá tệ. Ít nhất là có địa vật ở trước mặt để có thể che chắn. Còn các chàng trai đến từ bên phía của Evote thì không có được điều đó. Họ bắt buộc phải công vào vị trí của GD. Đây sẽ là một cái lần công mà tôi nghĩ rằng Evote cũng không có gì để mà phải sợ cả. Họ cũng đang thi đấu một cách đầy căng thẳng. Họ có 3 người thôi, nhưng họ tự tin thế là được. Đây sẽ là lúc mà P Sport họ quyết định đẩy sang ngay lập tức. Họ nên làm như vậy trong bối cảnh mà các thành viên của Evos họ đang tốn đi cái lượng đồ của mình. Evos rất thấp máu rồi, không có sát thương được bồi thêm. P Sport đã chậm chân trong tình huống vừa rồi. Còn E Arena họ đang comeback quá mạnh mẽ ở trong ván đấu này. Với kỹ năng có phần được chỉnh hơn, E Arena tấn công liên tục của đội hình bên phía của các thành viên First Rider. Và lúc này chúng ta chỉ còn lại có 4 đội tuyển, 3 đội tuyển mà thôi. 4 người của Evos, 4 người P Sport và 3 của các thành viên bên phía. Xin lỗi bạn, 3 của Evos và 4 của E Arena. Đây sẽ là cuộc chiến của người Việt Nam và người Thái. Hai đại diện đến từ Thái Lan. Nhưng Evo Phoenix họ chỉ có đó là 3 người mà thôi. E Arena mặc dù là đã có cho mình những cái tình huống cứu người trở lại, tưởng chừng rằng họ sẽ bị thua thiệt về lượng đồ, nhưng cái pha giao tranh vừa rồi đã giúp cho họ bổ sung phần nào về lượng trang bị. Limit có cho mình tận tới là 12 bình máu, nhưng có một chút gọi là thua thiệt về lượng keo. Một viên đạn bắn chính xác đến từ Limit khiến cho đối phương mất nửa cây. Đây là khẩu M82B, hai khẩu M82B chứ không phải là một. Họ đang thực sự là những kẻ gọi là sinh tồn chất lượng trong ván thi đấu lần này, bởi vì họ phải di chuyển sang tận tới làng Rim Nam rồi sau đó mới được cứu những người đồng đội của mình. New K là cái tên đang bị nhắm tới. Already sẽ phải di chuyển bởi vì đây là cái vòng bo khó. Đây là cái thời điểm mà họ cần phải chọn cho mình vị trí đẹp nhất. Cái vòng bo này nha, P Sport lợi thế bởi vì các bạn phải hiểu rằng cái góc này là cái góc mà chúng ta có điểm backup, nhưng đối phương cũng có. Đặc biệt đó là Arena, họ có những cái bức tường khá là đẹp, nhưng cái vòng bo của họ không ủng hộ. Và chúng ta thấy được rằng người Thái đang tiêu diệt lẫn nhau, người Thái đang thực sự là muốn cản bước nhau. Chúng ta có cơ hội, chúng ta có thời gian, và nếu như chúng ta nhìn lên cái góc nhìn của Startup hiện giờ, đó sẽ là một góc free shot, chúng ta bắn được rất nhiều hướng. Có lẽ rằng bạn nào mà gọi là idol top top thì quay lại cái cảnh đấy đi, bởi vì chúng ta chuẩn bị Booyah với cái tên đó là P Sport rồi. Tôi khá tự tin với cái điều mà anh Zeker vừa mới chia sẻ. P Sport bắt đầu khai hỏa và có một màn khiến cho Evote buộc phải dừng chân ở vị trí top 3 các bạn ơi. Nhưng là 4 bắn 4 vẫn thực sự căng thẳng. Tại sao EA bằng một cách nào đó họ vẫn có thể tồn tại được và vẫn có thể có được 8 mạng trước khi đụng độ với P-Sport? P-Sport hơi bị mắc kẹt ở đằng sau cái lề một tình rất tốt, và khiến liên tiếp một thành viên của P-Sport, chính xác hơn là thành viên của EA, đã phải gục ngã ở trong chiến trường 4 vs 4 này rồi. Chúng ta đang còn hai người là Dogfly và Nero. Tôi tin là Nero có thể carry được. Một tình huống ném nét ra của Nero chưa thấy kết quả lắm, nhưng chúng ta cần phải bắn ngay lập tức. Bắn rất tốt, chỉ cần một mình Limit mà thôi. Đây có phải là thế hai bắn một không nhờ? Đúng là như vậy, và chúng ta được nhìn thấy rằng lúc này Nero đang cố gắng câu kéo thời gian dành cho người đồng đội còn lại, đang cố gắng mở cánh ra cứu lại được thành công DNP. Đây là 3 bắn đi mất rồi, bắn tỉa tầm xa rồi. Nero đang đẩy lên Lên. Là Booyah of P-Sport. Và đó là cái Booyah lần đầu tiên trong trận thi đấu chung kết dành cho P-Sport. Và đó là DNP với sự côn ngầu của bản thân mình.
Xin một lần nữa chúc mừng dành cho P-Sport. Nhưng P-Sport còn hai thành viên, Nero không tạo được sự đột biến. Hãy nhìn vào căn nhà đứng ở của FW cùng với cả First Rider mà xem. Xin lỗi các bạn là có thêm cả một thành viên nữa của GD cũng đang ở đâu đó ở dưới chân nhà và đang cố gắng chui giúp một ngóc ngách ở đó để sinh tồn. Rất căng thẳng. Bây giờ thì tâm bò lại đang là một khoảng sân trống. Ai sẽ là người đi trước, ai sẽ là người đi sau? Mọi thứ hết sức khó chịu. Magic Esports cũng đang trốn đằng sau tảng đá kia với cả bốn người. Tầm này mà ông nào còn hết đây vừa nói xong. Ui, hai quả nết là đi cả team này. Ui, vừa đôi cái mồm là hai quả nết là đi cả team. Thực ra thì không phải là cả team, nhưng chết cũng đã đến nửa team rồi. Và chắc chắn đó là những tình nét cực kỳ là chính xác đến từ bên phía của Mo Team. Thực ra thì nó cũng dễ thôi, bốn người đứng ở cùng một vị trí mà không còn bất kỳ một cái sự bảo kê nào cả thì rõ ràng là họ phải nằm xuống là điều chắc chắn. Anh Long Con vẫn đang vững trái nhưng Bon James trước đó gục rồi, Chai Phò cũng đã gục. Chỉ còn một mình Gemelo 07 cùng với anh Long Con mà thôi, liệu có làm được hay không? Và câu trả lời có vẻ là giòn dành cho FW rồi. First Rider vẫn đang rất cố gắng, họ còn lại 3 người chơi nhưng lượng máu còn lại của First Rider đang cực kỳ hạn chế, không gian còn lại của họ cũng rất ít. Họ cố gắng để hồi lại cái lượng máu này, có thể bước ra ngoài. Mob Team cũng đang có những người chơi bị thấp máu, nhưng điều quan trọng là họ đang kiểm soát cuộc chơi từ phía bên ngoài. Họ tiếp cận với tâm bo sớm hơn, bắt buộc phải nhảy xuống. Alonso từ bên phía các thành viên của First Rider, họ là những người chơi đang lao lên tất cả những gì có thể, tiếp tục tấn công vào trong. First Rider đang có lợi thế, họ đẩy ra và họ có luôn cái Buya ở ván đấu này. Quá chất lượng. Ván thi đấu lần này chắc chắn họ sẽ là đại diện có cho mình nhiều Q nhất, khi đâu đó có khoảng tầm 13 đến 14 Q ở trong ván thi đấu lần này, cộng thêm một cái thứ hạng đó là vị trí top 1, 12 điểm cộng thêm vào tài khoản của mình.